Bảng điểm danh mới nè. Có mũ slide kìa. Sự kiện Slim Bingo nè. Uầy, phần thưởng là bộ trang phục đẹp nha. Đồ tím đó các bạn, khi bốc sẽ tốn su Slim Á, mà su Slim có thể kiếm được bằng cách đào cục Slim Á. Nè nè, các cục Slim có dạng như nè nè, như mấy cục đá khoáng sản ấy. Lần này lại mỏi tay rồi các bạn ơi. Cùng mình đi xem xưởng chế tác có gì hấp dẫn không nào. Có kiếm Slim ngon nha, dùng để đập khoáng sản đó. Có xe nữa kìa, xuất sắc. Mấy pet Slim mới nữa. Ui, pet vua Slim xịn sò nha. Nhất định phải chế được em nó. Mà tốn 2 kim cương đỏ liền. Mắc quá game ơi. Xem có hộp bốc thăm gì mới không nào. Ui, có hộp bốc thăm bằng mâm nè. Có cần câu, vợt và búa kìa. Quá chất lượng nha game. Tốn 90 mầm lận. Để mình đi kiếm đủ 810 mầm quay 10 lần xem có hên không nha. Bốc thăm thợ máy nhỏ mới kìa. Có quả xe cuốn quá. Tốn kim cương với vé nữa rồi. Bốc thử 2 hộp xem nè. Bịp quá. Rồi, mình kiếm đủ mầm rồi. Giờ quay 10 lượt hộp mầm mới xem thế nào ha. Lỡ ra full cần vợt và búa thì sao ta? Trời trời, quá trời mũ luôn. Sầu oải trưởng. Giờ mình sẽ đi đào cục Slim nha. Hiện tại mình đang ở phố Việt, chắc các bạn bên này đang đi nào nhiều lắm nên không thấy nổi cục Slim để đào đâu. Vậy mình sẽ qua phố Âu xem thế nào. Giờ sự kiện mới ra nên các bạn đi đập nhiều lắm, kiếm muốn lòi con mắt luôn. Mình vào kem gặp một cục Slim hồng nhỏ nhỏ kìa. Đập xem có gì nha. Được vài cục Slim hồng. Trời ơi, có một cục bé tí mà nhiều người đập quá. Lần này có khi đi đập muốn hồn bay phách lạc luôn rồi. Giờ chỉ có cách duy nhất đập được nhanh đủ cục Slim thì chỉ có kiếm mép trống thôi nha các bạn. Cách để kiếm mép trống cũng không dễ mà cũng không khó nha. Chỉ cần các bạn treo game lâu trong một mép nào đó thì được. Nhưng cũng hên xui nưa cơ. Mà để nhanh nhất là các bạn phải chơi game khuya được á. Rồi các bạn treo gan từ lúc 9 giờ tối nha. Đến khi nào có mép trống đi đập thôi. Mình hồi trước cũng hay đi săn khoáng sản nên cũng hay treo mép như vậy đó. Rồi cũng hay có mép trống để săn lắm. Các bạn nào mà muốn gặp nhiều cục Slim để đập thì thử làm cách như mình nói xem nha. Còn nếu không được thì lạ phải đi kiếm rồi. Đây, mình gặp cục Slim xanh dương bự bự kìa. Uầy, đúng đông người đập thiệt á. Cục Slim này xuất hiện khắp mọi nơi đó các bạn. Chịu khó đi kiếm sẽ thấy nha. Mình qua khu trung tâm cũng gặp nè.
Trời ơi, nhanh vậy các bà cố nội. Có điểm với mấy cục sờ lim rồi nha. Ui kìa, nó lại xuất hiện kìa. Đập lẹ. Các bạn qua phố khác hoặc phố Âu nếu không thấy có nhiều thì hãy đổi xe vờ liên tục để kiếm cho lẹ nhé. Chứ giờ mới ra sự kiện nên hơi khó thấy cục sờ lim lắm. Mình đi xem nguyên liệu chế vua sờ lim lại nha. Quên mất rồi. Mình gặp partner cũng đi đập nè ha ha. Gì kia, nó đậu lên tảng đá luôn kìa. Nhưng mà hình như không ai đập được á. Đúng rồi, ca này khó nha. Game chơi thâm quá. Bó tay luôn rồi. Bên plaza cũng có nè. Các bạn cũng nên đảo mép liên tục nữa nha. Hay gặp cục sờ lim lắm. Thank you.
Giờ mình lại tiếp tục đi đào đây. Chúc các bạn sẽ nhanh có mép trống để đào nhanh đủ nguyên liệu nha. Nếu thấy video hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Còi nha. Bye bye.